bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể khắc phục các điểm yếu cố hữu. Dù giành chiến thắng trước câu lạc bộ Espoir Hàn Quốc và câu lạc bộ Pine Master Philippines ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải xếp thứ 3 bảng A vì để thua câu lạc bộ Qanis Kazakhstan với tỷ số đậm 0-3 ngay trận khai mạc. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt phải gặp đội rất mạnh là câu lạc bộ Hà Nam, Trung Quốc ở tứ kết. Đối thủ này được đánh giá cao khi thể hiện lối chơi bùng nổ. Giành chiến thắng quan trọng trước câu lạc bộ Aranme, Nhật Bản ở trận tranh ngôi nhì bảng B, chưa kể nếu vượt qua được đại diện Trung Quốc. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhiều khả năng phải tái đấu với câu lạc bộ Espoir Hàn Quốc ở bán kết. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải cần khắc phục những điểm yếu nếu muốn tiến xa hơn nữa tại giải VTV Cup năm nay. Các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam lại bộc lộ những điểm yếu tưởng chừng đã khắc phục trong thời gian qua, đó là khâu bắt bước 1 và phòng thủ hàng sau yếu. Trong trận gặp câu lạc bộ Qanis Kazakhstan, việc bắt bước 1 hỏng liên tục là nguyên nhân dẫn đến việc đội tuyển Việt Nam thua chóng vánh 3 ván trắng, khiến khán giả cũng ngỡ ngàng. Trong trận gặp câu lạc bộ Espoir Hàn Quốc, dù lội ngược dòng giành chiến thắng ở những phút cuối nhưng không ai có thể an tâm với lối chơi của các tuyển thủ Việt Nam. Những người được cho là bắt bước một tốt nhất như Libero Khánh Đan vẫn không hoàn thành nhiệm vụ. Điển hình trong hiệp 3, đang dẫn trước đến 6 điểm nhưng đội tuyển Việt Nam để đối thủ sang bằng cách biệt bằng 6 quả phát bóng liên tiếp do đỡ hỏng bước 1. Từ đó mất tinh thần, để thua luôn ván này 25-16. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận một số vị trí của đội tuyển Việt Nam chơi dưới sức, đồng thời vẫn chưa khắc phục được điểm yếu ở khâu phòng ngự, bắt bước 1. Không chỉ đội tuyển bóng chuyền nữ, đội bóng chuyền nam Việt Nam thậm chí còn không giành được một trận thắng trước 3 đội Indonesia, Thái Lan và Philippines trong 2 lượt đấu, 6 trận. Đứng chót bảng ở giải bóng chuyền Đông Nam Á 2024 vừa kết thúc mới đây. Nguyên nhân cũng vì khâu bắt bước 1 và thủ hàng sau yếu và thiếu ổn định, từ đó dẫn đến những trận thua ngược đáng tiếc. Nhìn sang đối thủ mạnh nhất khu vực là đội tuyển nữ Thái Lan, chúng ta mới hiểu vì sao đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể đánh bại được họ trận nào. Các tuyển thủ của nước này thực hiện khâu bắt bước một chuẩn xác không thua gì các đội hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc. Cũng nhờ bắt bước một tốt nên khả năng thủ hàng sau của các tuyển thủ nữ Thái Lan cũng xuất sắc không kém. Họ có thể cứu những pha bóng có độ khó rất cao. Đây cũng chính là nguyên nhân giúp Thái Lan luôn góp mặt ở giải bóng chuyền nữ thế giới Volleyball Nations League. Trong khi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ được góp mặt ở giải Challenger Cup, chỉ là vòng loại của giải Volleyball Nations League. Nếu không cải thiện và khắc phục triệt để điểm yếu này, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ vẫn luôn phải đuổi theo cái bóng của người Thái. Hôm nay ngày 29 tháng 8 sẽ diễn ra các trận tứ kết giải VTV Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam gặp câu lạc bộ Hà Nam lúc 17 giờ trực tiếp trên kênh VTV2, VTV Cần Thơ. Cặp tứ kết 1 diễn ra giữa câu lạc bộ Espoir Hàn Quốc và câu lạc bộ King Will Taipei Đài Loan lúc 12 giờ. Hai cặp tứ kết còn lại, câu lạc bộ Korabenka Nga gặp câu lạc bộ Pine Master Philippines lúc 14:30 và câu lạc bộ Qanis Kazakhstan gặp câu lạc bộ Aranme Nhật Bản lúc 19:30.